Trần Hữu Tùng có đặt câu hỏi: Thưa thầy, mong thầy có thể giúp em cho lời khuyên về trường hợp này ạ. Về gia đình mang đến rất nhiều tổn thương sâu sắc đến bản thân em từ lúc hồi rất bé và đến hiện tại. Vì thế nhà em vẫn cảm thấy rất áp lực. Còn về xã hội bên ngoài, em thấy vui hay buồn giống như một cái chớp mắt. Vì vậy hiện em cũng thấy động lực để phấn đấu. Mong thầy có thể giúp em lời khuyên với ạ. Chia sẻ với bạn thế này. Thực ra nếu như mà về đến gia đình mà không ai ủng hộ mình, ai cũng phản đối mình, thì có bao giờ bạn nghĩ rằng mình có vấn đề không? Tôi sợ là nằm vấn đề ở bạn. Tôi cũng chia sẻ thế này nhé. Tôi cũng từng bị như vậy. Ví dụ như là tính tôi thì trước nay là tôi không có làm những cái gì nó mang tính lễ nghĩa và câu lệ. Và mọi người xem tôi live stream cũng vậy, tôi sống rất là thật lòng, không câu lệ. Có áo phông mặc áo phông, quần áo gì mặc được, và đằng sau chả có cái gì, chả có sách vở gì cả. Và cũng không cần phải ngồi bàn giám đốc, làm gì cũng được. Thế thì tôi cũng có thói quen rất là thật như bạn ấy. Thế nhưng mà tôi mới phát hiện ra một điều là xung quanh tôi họ không quý tôi lắm. Thì lúc đầu tôi cho rằng là mình rất là đúng, bắt đầu lại quay sang mình cá tính. Vì sao tôi phát hiện ra là gì? Tất cả những người mà được những người xung quanh quý ấy, họ nói những lời ái ngữ, tức là những cái lời nói gì ạ, dễ nghe và làm cho người khác vui. Và trước đây mình không hiểu, mình gọi là nịnh thối, hay còn gọi là phỉnh nịnh. Nhưng mà rõ ràng là câu chuyện chúng ta đứng về mặt lý trí của chúng ta là người tỉnh táo, thì chúng ta thấy phỉnh nịnh nó rất là đáng ghét. Nhưng mà thực ra với cái tầng con người thì người ta hiểu đây là ái ngữ. Vậy thì mình không chịu nói những lời ái ngữ. Thứ hai là mình cứ thích cho đi những thứ lớn lao trí tuệ. Nhưng mà là con người thì người ta rất thích đơn giản thôi. Có khi mua cho gói kẹo cho cháu, mua gói bánh cho cháu. Mẹ thích ăn cái bánh dày chẳng hạn, thì mua cho mẹ cái bánh dày. Nó có đáng bao tiền không? Nhưng không làm được, là vì nghĩ là cá tính. Nhưng sau đấy thì tôi phát hiện ra một điều là gì ạ? Tập cho quà người khác cũng là một thứ phải tập đấy. Thế là bắt đầu là đi đâu mới để ý đến quà cáp, là mua gói bánh gói quà mang cho. Thế còn trước đây là tôi không có thói quen đấy. Tôi bảo thích thì tôi đưa cho 50 triệu, đưa 5 triệu, 500, 300 đi mà mua, chứ tôi hơi đâu mà thời gian đâu tôi mua. Nhưng mà đúng là của cho không bằng cách cho. Thì vẫn gì ạ? Vẫn phải tập những cái thói quen tặng, cho tặng. Dù nó nhỏ hay là nó to thì vẫn phải tập. Thế thì mình có thường xuyên làm việc đấy không? Và việc thứ ba là trong những cái cuộc tranh luận thì cái tỷ lệ mà mình thắng ấy, hoặc là mình tức mình bỏ đi ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Và cái tỷ lệ mà mình sẵn sàng bỏ qua cái tôi cá nhân để cho người khác chiến thắng, nó là bao nhiêu lần? Thế thì thưa các anh chị rằng là hiếm lắm. Vì lúc bấy giờ nó vào cuộc tranh luận, nó tối mắt tối mũi vào rồi. Chỉ còn duy nhất một thứ là chiến thắng. Mà không chiến thắng được thì ông bỏ đi, mà không bỏ đi được thì ông không nói những lời ái ngữ. Và cái cuối cùng là mọi thứ ái ngữ hay tặng quà hay là hy sinh cái tôi, nó đều phải xuất phát từ sự chân thành. Tức là xuất phát từ tâm ấy, cái tâm mình muốn ấy. Chứ còn nếu mà ngày hôm nay bạn nghe tôi xong về, ngày sau hôm sau bạn cũng ứng xử như vậy, nhưng nó là cưỡng tâm. Tức là bạn học được một cái kỹ năng mà người khác dạy cho, xong bạn gì ạ? Bạn cưỡng cái tâm bạn. Và bản chất nó chỉ thể hiện ngoài hành vi thôi, chứ còn trong tâm nó không hề có cái mong muốn đó. Thì tôi nói với bạn rằng tất cả những người xung quanh họ sẽ cảm nhận được sự không chân thành đó. Và có thể bạn sẽ nói với tôi rằng
Em đã thực hiện như vậy rồi, nhưng mà cả nhà em vẫn không đồng ý, cả nhà em vẫn không ủng hộ, cả nhà em vẫn làm em tổn thương vì họ không nhìn thấy sự thay đổi từ tâm. Thì tôi nhắc lại, ái ngữ, tập cho và tập hy sinh cái tôi, xong cuối cùng chân thành, và điều quan trọng nữa là cần có một liều thuốc thời gian. Có thể bạn cứ làm thường xuyên như vậy một vài tháng đi, thì kết quả nó mới ra chứ. Đến mức độ bạn tưới nước vào một cái cây thì nó cũng phải mất một ngày nó mới ra hoa mà, nó mới tươi được lại mà. Tưới nước vào một người phụ nữ 9 tháng nó mới khai nhụy mà, khai hoa nở nhụy mà. Thế thì nó cũng phải cần có thời gian. Vì vậy bạn cũng không dục tốc bất đạt được. Vậy quay trở lại, bạn hãy nghe tôi, nghe dạy tôi thử xem, và phải làm từ tâm nhé. Một, chịu khó dùng những lời ái ngữ vào. Hai, là tập tặng quà. Ba, tập hy sinh cái tôi trong những lần tranh luận. 4. Tất cả hành vi đấy nó đều phải nằm từ tâm, chứ không phải nằm ở kỹ năng. Và cái thứ 5, cần một thời gian kiên trì và làm như thế thì bạn sẽ thay đổi được cái định kiến của mọi người dành cho bạn, và tự khắc bạn sẽ thấy hạnh phúc trong chính ngôi nhà bạn. Rồi, cảm ơn bạn, chúc bạn hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.